Này, đó là cái gì vậy? Có thứ gì đó từ trên trời rơi xuống. Tôi không muốn chết như thế này. Ai đó giúp chúng tôi. Wow, à bà chờ đã. Mình được làm bằng cao su nên mình sẽ ổn thôi. Anh ấy ở đây. Em đã rất nhớ anh. Này, nhìn thấy ai ở đó không? Đó không phải Crocodile ư? Đây không phải là lúc để bị phân tâm. Đây là loại liên minh kiểu gì vậy? Em đến để cứu anh. Cả thế giới hãy nhìn ta đây. Đã rất lâu rồi nhỉ, dâu trắng. Cậu đã đến để cứu anh trai của mình. Đúng như vậy. Cậu có hiểu mình đang chống lại điều gì không? Cậu đang vứt bỏ cuộc sống của mình đấy. Tôi không quan tâm, ông không phải quyết định về điều đó. Tôi biết ông đang cố gắng trở thành vua hải tặc. Mình sẽ tốt hơn những gì ông dự đoán. Vua hải tặc sẽ là tôi. Thằng nhóc con không biết xấu hổ. Tốt hơn hết cậu không nên cản đường ta. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn. Tôi đang cứu anh. Chúng ta có thể cho rằng tất cả mệnh lệnh đều được thực thi không? Sengoku-san, mọi chuyện sẽ đến một cách tự nhiên. Tránh đường Tashiji. Smoker, là ông, tôi nhớ vũ khí đó. Nó được làm bằng đá biển. Tôi sẽ kết thúc cậu một lần và mãi mãi. Tôi biết cậu sẽ sống sót và đến được đây. Hãy hoàn thành chuyện này. Nó là chìa khóa cho chiếc vòng tay của anh. Cái gì? Đúng như vậy ư? Thành công, cô thật tuyệt vời. Cảm ơn, tôi nợ cô rất nhiều thời gian. Tốt rồi, đừng đề cập đến nó. Nhanh lên, lắc đi. Cảm ơn. Không nhanh như vậy, mũ rơm. Đứng lại, đồ sắc sược. Tôi sẽ không để ông vượt qua. Chống lại hải quân, cô sẽ trả giá cho điều này. Tôi sẽ được tha thứ, bất kể là điều gì. Nhận lời xin lỗi của tôi, tóc đỏ. Nhưng tôi sẽ không giữ nó lại. Số phận cánh tay của cậu. Cậu bé này có nhiều tiềm năng. Cuộc đời của cậu ta liệu có kết thúc ở đây không? Hay bằng cách nào đó cậu ta sẽ thoát khỏi lưỡi kiếm đen của tôi? Tôi không có thời gian để đấu với ông. Tôi đến đây để cứu anh. Cái quái gì vậy, mũ rơm? Tôi không cắt ông. Ông ta đã làm. Dừng lại đi, thằng ngốc này. Sợ quá, con đang bị tổn thương. Ta đã cố gắng liên lạc với con. Xin lỗi về điều gì, ông già? Các đội ở phía sau đã bị ảnh hưởng nặng nề. Họ đang đến với chúng ta với tất cả những gì họ có. Họ đang ở phía sau chúng ta. Chúng ta đã có chúng ngay tại nơi chúng ta muốn. Ta cũng sẽ chiến đấu. Chúng ta phải cho chúng thấy tất cả những gì chúng ta có. Đúng, chúng tôi nợ ông nhiều như vậy, ít nhất đó là điều phải làm.
tôi sẽ hiến mạng sống của mình để giúp ông, dâu trắng. Này, Squad đang làm gì ở đó? Ông già! Mày đã bị mất trí ư? Câm miệng, tất cả là lỗi của mày. Squad, đồ ngốc, sao con có thể làm điều này với ta, khi ta đã đối xử với con như con trai của ta? Mặc dù con có thể là một kẻ ngốc nhưng ta vẫn yêu thương con. Mọi người cần phải chăm sóc lẫn nhau. Anh không phải là người đặc biệt duy nhất, mọi người là tất cả gia đình của ta. Chúng ta phải làm gì đó. Chúng ta phải nhanh lên. Họ đang lên kế hoạch xử tử ấy. Cậu nói đúng, chúng ta nên nhanh chóng. Đây là cách duy nhất để vượt qua. Chúng ta phải tận dụng nó bằng cách nào đó. Tôi cần phải nhờ ông giúp một tay. Chuyện quái quỷ gì vậy? Một cột nước. Đó là Luffy mũ rơm. Cuối cùng thì cậu cũng đã tới được đây đây. Nhưng cậu vẫn còn quá trẻ cho giai đoạn này, cậu bé. Cậu rất gan dạ, tôi sẽ cho cậu điều đó, con trai của Dragon. Ôi, sự kiêu ngạo của tuổi trẻ. Sam số 2. Quá chậm. Đau quá, ngu ngốc thật. Tôi nợ ông của cậu rất nhiều, xấu hổ làm sao? Cậu đã chọn con đường dẫn đến cái chết. Này đô đốc, ai đó? Đó là đội trưởng đội số 1, Marco. Ông dường như đã mất liên lạc, dâu trắng. Ôi, làm sao để một kẻ hùng mạnh gục ngã, để cho cái thứ rác rưởi liều lĩnh này dẫn dắt người của ông. Ta rất ghét phải nói rằng ta đã nói với ông như vậy, nhưng ta đã nói với ông như vậy đấy. Cậu còn thở không, mũ rơm? Cậu bé đã làm đủ, chăm sóc cậu ấy. Để tôi yên, tôi không có thời gian cho việc này. Đừng cản đường tôi. Hay là người anh trai duy nhất mà tôi có trên thế giới này. Và tôi sẽ cứu anh ấy, bất cứ điều gì. Cậu chỉ nói suông và không có thực chất. Cậu còn trẻ và dại dột. Nhưng ta lại rất thích những kẻ ngu ngốc. Tôi cần một ân huệ cuối cùng. Xin hãy lắng nghe tôi. Tôi phải làm mọi thứ trong khả năng của mình, ngay cả khi đó có nghĩa là tôi chết khi làm vậy. Làm ơn đi, Eva. Hãy để tôi chiến đấu. Nếu tôi không thể chiến đấu bây giờ, bà ấy chết. Sau đó điều đó sẽ khiến tôi muốn chết. Xin hãy cho tôi sức mạnh để chiến đấu.
Nếu tôi để cậu chết ở đây, vậy thì tôi không thể đối mặt với Dragon một lần nữa. Đồ ngu ngốc. Rất tốt, rất tốt. Hãy làm theo cách của cậu. Tôi không có thời gian cho các ông. Kuma này là giả. Mưa Hancock trong thất vũ hải. Cô đang ở trong tầm bắn của họ. Ngừng bắn. Là đồng minh không phải mục tiêu. Tất nhiên, chúng ta là đồng minh. Cảm ơn, Hancock. Anh ấy đã gọi mình bằng tên một lần nữa. Tôi sẽ cho thấy tương lai sẽ như thế nào. Hành quyết cậu ta. Xem ông có giúp được không, dâu trắng. Dừng lại ngay. Haki bá vương ư? Cậu đang đà tôi đây à? Thằng nhóc đó. Đây là một sự kiện trọng đại, ngũ dương. Những tên xuất hiện mạnh nhất thế giới đang thử thách cậu. Cậu có cần làm gì không? Để chứng minh dâu trắng đúng không? Tôi đang hỏi cậu đấy. Tôi không biết dâu trắng đã nói gì, nhưng tôi đến đây vì một lý do. Một lý do duy nhất. Coi chừng, cậu ngũ dương. Đó là mắt tiểu hâu. Có vẻ như tôi đã thức dậy nhầm nơi thì phải. Hãy lo cho chính mình, mắt diều hâu. Chờ đó, em có chìa khóa. Luffy, em đang làm gì? Dừng lại ngay, tôi sẽ không để cậu đi dễ dàng như vậy. Tôi sẽ phải hành quyết cậu ta bằng chính tay mình. Cậu ta đang phình rộng. Đoạn đầu đài đang rơi xuống. Điều gì đang xảy ra vậy? Ây vẫn chưa chết. Bắn ngay, thổi bay toàn bộ đoạn đầu đài. Ngay cả nắm đấm lửa cũng không thể nào sống sót. Em đã không thay đổi một chút nào. Em không bao giờ nghe một lời của anh nói. Em luôn luôn hành động rất liều lĩnh. Nắm đấm lửa ấy. Cậu ấy đã được giải thoát. Làm tốt lắm, mũ rơm. Cậu ta đã mang anh trở lại. Hãy cảnh giác, Luffy. Em biết rồi. Trụ lửa. Em vẫn có thể chiến đấu chứ, Luffy? Tất nhiên là em có thể.
Nắm đấm lửa anh là hệ lửa thiên nhiên, đừng để anh ta trốn thoát. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ được em cứu. Ngay cả trong những giấc mơ hoang đường nhất của anh cũng không nghĩ ra. Cảm ơn, Luffy. Nó chỉ là bởi vì băng hải tặc râu trắng đã giúp em. Đừng nghĩ rằng có thể rời khỏi được đây. Đây sẽ là nấm mồ cho cả hai người. Đó là em trai của tôi. Các người không thể đụng một ngón tay vào em ấy. Tiêu diệt mũ rơm và nắm đấm lửa. Em đã trở nên mạnh mẽ hơn, Luffy. Một ngày nào đó, em cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn anh. Này, ông ta là... Anh đoán bây giờ anh vẫn cần phải bảo vệ em đấy. Lùi lại, Luffy. Sau khi giải thoát cho Ace xong, rồi quay đuôi và chạy. Những tên cướp biển râu trắng chẳng là gì ngoài một lũ hèn nhát. Chà, với một đội trưởng như vậy, tôi đoán nó không đáng được giúp đỡ. Râu trắng, ông sẽ chỉ được nhớ đến là kẻ thất bại lớn nhất trong thế hệ của mình. Kẻ thất bại. Ông nên rút lại lời nói đó. Rút lại những gì ông vừa nói. Một kẻ thua cuộc vĩnh viễn, kẻ không bao giờ có thể trở thành vua hải tặc. Và tất cả là nhờ người cha thực sự của cậu đấy, Roger. Đó là tất cả những gì râu trắng từng có. Nói cho tôi biết tôi đã sai ở đâu nào. Ông ta có những đứa là cặn bã của xã hội gọi ông ta là bố. Chơi trò gia đình hạnh phúc trên biển cả ư? Ông ta đã là nô lệ của biển trong nhiều thập kỷ. Không một lần nào ông ta có thể gọi mình là vua và để kết thúc tất cả. Bị đâm bởi một tên ngốc mà ông ta gọi là con trai mình. Và bây giờ ông ta chết để bảo vệ họ. Thật là lãng phí một cuộc đời. Cậu có đồng ý không? Tôi nói ông im đi. Bố đã cho chúng tôi một nơi có thể thuộc về. Ông thì biết gì về sự vĩ đại của ông ấy? Một người không đi trên con đường chính nghĩa không đáng được sống. Những tên cướp biển không thuộc về bất cứ đâu. Râu trắng sẽ chết như một kẻ thua cuộc, là thuyền trưởng của một đống rác biển hôi thối. Đừng có mà làm ô danh vị cứu tinh của tôi. Râu trắng là cướp biển đã tạo ra thời đại này. Bản thân tên của thời đại này nên được gọi là râu trắng. Cậu ta đã bị bỏng. Này, Luffy, cậu đã đạt đến giới hạn của mình. Thẻ sinh mệnh của A. Vua hải tặc Gold Roger, nhà cách mạng Dragon, con trai của họ đã kết thành anh em. Thật kinh hoàng. Sự tồn tại của cả hai người tự nó đã là một tội lỗi. Ta không quan tâm ai sống sót sau trận chiến này, hai người sẽ không sống sót. Cần phải thận trọng ngay bây giờ. Này, dừng lại. Anh xin lỗi, Luffy. Anh xin lỗi vì cuối cùng em đã không thể cứu anh. Anh đang nói về cái gì vậy? Đừng có ngu ngốc. Nó không hoạt động nữa. Anh biết thời điểm của mình đã đến. Nhưng anh đã hứa rằng anh sẽ không bao giờ chết. Anh đã hứa với em. Anh đoán là anh đã. Nếu không có Sabo và một người anh em như em, anh thậm chí sẽ không cố gắng sống. Không ai có thể quan tâm đến anh. Nhưng anh không đổ lỗi cho họ. Giống như anh đã thề với em nhiều năm trước. Anh đã sống cuộc đời mình không hối tiếc. Nói dối, anh nói dối em. Anh không nói dối. Anh biết anh thực sự muốn gì. Đó không phải là sự nổi tiếng hay tai tiếng.
Đó là câu trả lời cho một câu hỏi. Anh đã bao giờ nên được sinh ra? Luffy, những gì anh sắp nói với em bây giờ, anh cần em chia sẻ nó với mọi người sau khi anh đi. Bố, tất cả mọi người. Còn em, Luffy, anh là một đứa trẻ vô dụng. Anh mang dòng máu của một con quái vật. Nhưng cảm ơn em rất nhiều vì đã yêu thương anh.